sự biết ơn tiền bạc, cứ thấy tiền là biết ơn đi để mình thu hút được nhiều tiền hơn. À chứ hôm bữa có một chị em hỏi như này, dạo này chị học tập ở trường câu lạc bộ chị có những thành công gì đây. Chị sức khỏe mối quan hệ thì tốt lắm em, mà tiền bạc chị chưa thấy. Xong rồi cái những mới hỏi kỹ vô, tiền bạc chưa thấy là biết không biết ơn tiền rồi, nói nghe chị. À, tiền bạc chưa thấy là biết rồi, do không biết ơn tiền rồi. Sau cái mình hỏi kỹ vô thì mình mới biết được rằng là à chị ấy kể là à, trong tháng này chị ấy được có người trả nợ cho chị ấy 50 triệu, rồi chị ấy được tặng quà, được chồng tặng iPad rồi này kia kia nọ mà không ghi nhận luôn. Tại vì chị ấy đó, ô cái đó là tiền chị cho mượn mà, nên thành ra là bây giờ ta trả thì cái đó là tiền của chị, phải tiền về. Mắc cười quá. Vậy chứ cho mượn mấy năm nay tay ta người ta không trả đó rồi sao? Tự dưng cái ứng dụng số mềm thức là hấp dẫn người ta trả tiền. Có nhiều người cho người ta vay tiền sao không trả luôn, đó là có phải là tiền không về không anh chị? Nên là cái chị lưu ý giúp Diễm nha. Khi mà những cái tình huống mà tiền về mà các anh chị mà không có ghi nhận đó, thì Diễm nói các anh chị rồi, đó là một cái cơ hội. Cứ thấy cái gì mà tiền về, cái dấu hiệu tiền về hồi nãy giờ đúng không, có rất là nhiều cách. Chỉ cần thấy cơ hội dấu hiệu tiền về cái là ngay lập tức phải tận dụng cái sự kiện đó để giúp cho mình thu hút được những cái sự kiện thu hút nhiều tiền hơn, bằng cách là cho đi cảm xúc lòng biết ơn. Bao nhiêu số các anh chị rõ điều này comment tôi. Nên là phải sống tỉnh thức để mà mình ghi nhận nha. Đúng không? Tự dưng cái mình đang ngồi, cái ai đó mang cho mình tới ly cà phê. Đó, các anh chị, vũ trụ mang tới những cái tình huống để giúp cho các anh chị thu hút nhiều tiền hơn đó. Và nếu như mình không có ghi nhận thì sao ạ? Thì nó không không có tạo ra những cái tình huống mà thu hút, giúp cho các anh chị thu hút thêm nhiều tiền hơn nữa đâu. Hai cái chị ha. Và có nhiều anh chị bảo rằng là khi mình tham gia vào môi trường câu lạc bộ thấy mình may mắn lắm. Mình rất là may mắn. Mình gọi là đi tới đâu mình may mắn tới đó, các thứ là thu hút tiền bạc này kia rất là dễ dàng. Nhưng mà sự thật các anh chị thì nó không phải là vận may đâu ạ, mà là nó là quy luật của vũ trụ. Đây là một trong những cái quy luật của vũ trụ, và nếu mà các anh chị biết cái điều này thì sẽ giúp cho các anh chị thay đổi cuộc sống của mình rất là nhanh. Vậy thì phương pháp nhiệm màu ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ bắt đầu chút xíu nữa trong nhóm học tập nha, thì câu lạc bộ sẽ gửi cho chị cho các anh chị một cái tấm séc nhiệm màu. Và cái tấm séc nhiệm màu này thì các anh chị sẽ điền cái số tiền mà các anh chị muốn nhận được. Nhờ ban tổ chức để mở giúp Diễm tấm séc nhiệm màu được không ạ? Để Diễm sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách ghi. Ở đây là cái tấm séc nhiệm màu này nó bằng tiếng Anh, nên thành ra là một số các anh chị không biết tiếng Anh đó, thì các anh chị nghe Diễm hướng dẫn nè. Cái date ở phía trên đó các anh chị, cái phía trên này đó là cái ngày tháng năm mà các anh chị mong muốn có được cái số tiền này nha. Chẳng hạn như là các anh chị đặt mục tiêu 30 ngày đi. Chẳng hạn như các anh chị nói là hôm nay ngày 30 tháng 2 năm 2024 thì các anh chị sẽ có được cái số tiền trong tấm séc này, thì các anh chị sẽ điền vào là 30 tháng 2 năm 2024. Đó, sau đó các anh chị sẽ điền ở phía dưới đó là cái pay, là cái số tiền mà các anh chị muốn nhận được ở phía trên đó. Ở dưới là cùng với lại cái tên của mình. Các anh chị ở phía dưới nữa là các anh chị ghi lý do vì sao các anh chị muốn sử dụng số tiền này. Nhờ ban tổ chức có thể mở giúp Diễm một cái tờ mẫu mà có điền sẵn không ạ? Có thể là lên Google search ra ha, có một cái tờ mẫu mà điền sẵn á, để giúp cho các anh chị dễ hình dung. Các chị nhớ rằng tiền bạc chỉ là công cụ thôi nha, nó không phải là mục đích cuối cùng đâu ạ. Nên là thành ra là nếu mà mình chỉ nghĩ đến tiền một cách đơn thuần thôi thì lòng biết ơn sẽ không thể nhiều được. Ví dụ như này các anh chị, chẳng hạn như các anh chị muốn qua sông, từ bờ sông bên này các anh chị muốn qua bờ sông bên kia, thì mình sẽ có rất là nhiều công cụ để các anh chị qua. Có thể các anh chị sẽ đi thuyền qua bờ sông bên kia, có thể là một cái bờ sông mà có rất là có gia đình của mình ở bên đó đúng mà, có một cái ngôi nhà của mình ở bên đó hay cái gì đó. Rồi thì sau khi mà mình đi thuyền qua bên cái bờ sông bên kia rồi, thì thuyền nó là cái phương tiện để giúp mình qua bờ sông bên kia. Và tiền bạc cũng vậy, tiền bạc nó là cái phương tiện, nó là cái công cụ để giúp cho các anh chị đạt được những điều mà các anh chị mong muốn trong cuộc sống. Nên là nếu mà mình đơn thuần mà chỉ nghĩ về tiền bạc thôi á, thì các anh chị sẽ không có nhiều cái cảm xúc và lòng biết ơn. Nên là thành ra là chúng ta cần phải tưởng tượng về cái việc mình có được cái thứ mà mình thật sự muốn, hoặc là mình làm được những điều mình thật sự muốn, thì mình sẽ cảm thấy biết ơn nhiều hơn so với các anh chị nghĩ về tiền không.
chẳng hạn như mình nghĩ về cái con thuyền thì có ở đâu mà mình cảm thấy cảm xúc đúng không ạ, nhưng mà mình nghĩ về cái cảnh là khi mình qua được cái bờ sông bên kia, bờ sông bên kia là chúng ta có được cái điều gì á, thì các anh chị sẽ có cảm xúc hơn. Chẳng hạn như là nếu mà nghĩ về tiền thì chưa thật sự là cảm xúc mạnh đâu, các anh chị nghĩ về cái việc khi mà mình cầm tiền mình mua được, mình làm được những điều mà các anh chị mong muốn đó, thì nó sẽ làm cho mình có cảm xúc mạnh mẽ hơn, được không ạ? Quay số các anh chị rõ phần này comment tôi ạ. Ok ha, các anh chị có thể photo cái tấm séc này, các anh chị photo ra, các anh chị điền vào đây ngày tháng năm đó, sau đó là 100 triệu đồng bằng chữ 100, bên đây là bằng số, ở phía dưới là tên của mình đó, và cái số tiền này các anh chị dùng để mua cái gì? Tiền mua xe, mô tô đó nha các anh chị nha. Đây là cái cách ghi nha, anh chị nào chưa biết cách ghi thì chụp hình lại cái này đi, rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ làm. Nếu mà muốn các anh chị bắt đầu viết với một số tiền nhỏ đi nha các anh chị nha. Sau khi mình nhận được số tiền nhỏ này rồi thì mình có thể gia tăng số tiền lên trong những tấm séc tiếp theo. Tại vì khi mà các anh chị bắt đầu với những cái điều nhỏ đúng không, mình sẽ đạt được cách dễ dàng, mình sẽ gia tăng cái niềm tin của mình mạnh mẽ hơn, mình sẽ tin tưởng vào phép màu của lòng biết ơn hơn. Và khi mà lòng biết ơn và cái niềm vui sẽ giúp cho mình tự tin có thể viết vào những cái số tiền nó lớn hơn. Sau khi mà các anh chị viết xong, các anh chị đi photo ra, photo ra, các anh chị photo ra 4 5 tờ đi cũng được. Các anh chị có thể bỏ vào ví của mình 1 tờ và các anh chị dán những nơi mà các anh chị hay nhìn thấy. Và mỗi khi mà các anh chị cầm cái tấm séc trong tay á, thì các anh chị hãy nghĩ về cái điều cụ thể mà bạn muốn có được cái số tiền ấy. Mặc dù lần đầu trong những lần đầu tiên các anh chị đặt số tiền nhỏ, có thể là chưa mua được cái điều các anh chị mong muốn đâu, nhưng mà các anh chị hãy nhớ rằng là hành trình vạn dặm bắt đầu những bước chân đầu tiên. Khi mà mình đạt được cái số tiền đó, sau đó từ từ mình tích góp, mình đạt những số tiền lớn hơn lớn hơn lớn hơn, thì các anh chị sẽ có được điều các anh chị muốn, đúng không ạ? Nên là các anh chị hãy cứ nghĩ về khi mình đạt được số tiền này là mình sẽ có được cái điều mình muốn luôn đi, để giúp cho các anh chị nó có cảm xúc mạnh mẽ hơn. Những ví dụ này các anh chị ha, ví dụ chẳng hạn như là một cái hành trình mà mình đi, chẳng hạn như là đi du lịch đi chẳng hạn, là và mình cảm thấy rằng là chỗ bây giờ đi tới chỗ kia mình thấy nó xa quá, mình cảm thấy là nó chưa được siêng lắm, thì ví dụ Diễm sẽ gắn vào cái điều gì ạ? À? Khi mình đi tới đó thì mình sẽ đạt được mục tiêu của mình. Chỗ đi sung lắm các chị, tao nói đi rồi tao nói sung luôn á, gọi là mình sẽ tưởng tượng để mà mình tiếp thêm cho mình những cái nguồn năng lượng và động lực. Thì ở đây cũng giống như vậy á, chẳng hạn như các anh chị nếu mà đạt được mục tiêu này thì mình sẽ đạt được cái mục tiêu mà mình rất là mong muốn trong cuộc đời, nó sẽ đẩy mạnh cái phần cảm xúc và cái hành gọi là cái năng cái hành động của mình cách mạnh mẽ hơn ha, để giúp cho các anh chị đạt mục tiêu. Nên khi mà các anh chị cầm tấm séc, anh hãy nghĩ về cái điều cụ thể mà các anh chị cũng có được với số tiền ấy, hãy vẽ ra một bức tranh trong đầu, hình dung rằng là mình dùng cái số tiền đó để sở hữu thứ mình muốn rồi, không phải là hình dung số tiền nha, mà là hình dung là các anh chị đã có số tiền đó và sở hữu cái điều mình muốn, thì nó mới có cảm xúc và cảm nhận cái sự hào hứng và biết ơn nhiều nhất có thể. Con số các anh chị là không có cảm xúc đó, bởi vì các anh chị chỉ hình dung số tiền thôi, tự dưng cái mình có số tiền đó thì có ở đâu mà sung sướng. Dùng cái số cầm cái số tiền đó để đi mua cái gì mà các anh chị yêu thích thì nó mới khiến cho các anh chị có cảm xúc. Có thể là mình mua một đôi giày mới, là một cái máy tính mới, một cái giường mới. Vậy nên hãy hình dung bản thân của mình đang mua cái thứ mình muốn trong một cái cửa hiệu luôn, đang cầm tiền và đi vào một cái nơi nào đó, hoặc là các anh chị cho con của mình học trường quốc tế, thì các anh chị hình dung tới cảnh là các anh chị vào một cái ngôi trường quốc tế đó và các anh chị đang như gọi là hỏi cho con của mình học hay các thứ, đúng không ạ? Đó là một cái hành động cụ thể nha. Hoặc là các anh chị cần tiền đi du lịch nước ngoài, đóng học phí đại học cho con, hãy tưởng tượng rằng bản thân của mình đang mua vé máy bay, đang du lịch nước ngoài thì đang mua vé máy bay, hoặc là mình mở tài khoản học phí cho con tại ngân hàng, một cái hành động gì đó gắn với số tiền, như thể là mình đã có được chúng rồi. Sau khi mình hoàn thành bước này thì hãy đem theo tấm séc nhiệm màu trong ngày hôm nay, và các anh chị hãy để nó ở những nơi mình thường xuyên nhìn thấy nhất anh chị nha, ít nhất là 2 lần trong ngày các anh chị cầm tấm séc nhiệm màu này ra và hình dung rằng bản thân của mình đang dùng cái số tiền ấy vào cái việc gì, mình vui vẻ hạnh phúc như thế nào, hình dung như thể mình đã đạt được rồi luôn, phấn khởi càng nhiều càng tốt, mình cảm nhận được cái lòng biết ơn của mình và sự phấn khởi càng nhiều càng tốt các anh chị. Ok rồi, và vào cuối ngày thì các anh chị có thể tấm séc, để tấm séc nhiệm màu này ở vị trí cũ, hoặc là các anh chị đặt nó ở nơi mà các anh chị nhìn hay nhìn thấy nhất.
Bạn có thể đặt nó trên tấm gương trong phòng tắm của mình cũng được, trên tủ lạnh cũng được, bên dưới hòn đá nhiệm màu cũng được, trong xe cũng được, hoặc là trong ví cũng được, trong màn hình nền điện thoại cũng được, bất cứ khi nào nhìn thấy tác sách nhiệm màu thì các anh chị hãy cảm nhận như thể là mình đã có được số tiền này rồi và mình biết ơn.